Khoai á. Hello các bạn nhá. Giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn nhầm ô tô kéo máy cày. Quay hack lon, quay hack lon ạ. Có cả viết hả? Viết lên à. Rồi, bắt đầu các bạn ơi. Ok, tôi lấy cẩn. Ô bố tôi bầu lệ. Hầu ế lo. Mô kết. Là đi chào chứ. Sắp mưa rồi, chắc là tối nay mưa. À, dùng xe máy kéo, kéo mấy cây. Các bạn phải đi xe kéo nha, sướng lắm, phê lắm. Còn mì cao sản này, cái gì cũng phải cao. Quay. Hello. Hello hello nha. Hello Việt. Hello hello hello, xin chào. Sướng lắm mọi người ơi. Cày thử nói chung là cũng sướng á, phê lắm. Không đẹp trai nhưng mà cày vậy là ok đấy nhá. Xe hết nhất rồi. Nhất đi. Xe hết nhất các bạn nhá, buồn lắm. Năm nay khổ lắm các bạn ạ. Covid không biết bao giờ mới hết. Trốn đi trốn lại. Không biết em Covid hay con gà đang ở đâu. Có bạn nào được như mình không ạ? Điều này là chết đói là cái xác. Bạn biết đấy, làm nông dân khổ lắm. Mà Covid cũng có bám hoài thế này làm sao? Chán lắm các bạn ạ. Có một điều mình chắc chắn là con vịt ấy phải thuê người bắt hết, mà hết con vịt được. Con vịt thì không có chạy mà cứ đẩy đi đẩy lại cho về thành con bò á, chán lắm. Cuộc sống này chán lắm các bạn.
bạn là thuê mình không ạ? Một ngày tầm 5-6 sao thôi. Con này Covid đói lắm, khổ lắm các bạn ơi. Còn dù mệt vẫn phải làm thôi, cuộc sống mà. Con này Covid bám đi bám lại. Mình đang cần thuê mấy anh đẹp trai bắt hết Covid nha. Vaccine bắc xiết tiêm từ bữa giờ không có tác dụng gì cả, chứ có khổ anh em mình hay. Các bạn hết kéo mô tô ở tay sống mà. Khổ lắm. Đất với trà đá này các bạn. Đúng là cuộc sống nha. Covid mà không có con vịt ăn, cặm đá mà ăn thôi. Hôm qua trồng được nói chung là hơn 7 sao rồi đấy. Hơn 7 sao trồng rồi. Còn một hết mới gì đấy. Mệt quá, đầy miếc rồi, cần xỉu luôn các bạn. Cuộc sống rất khổ ha. Toàn đá với đất này. Không có cơm ăn thì cặm đá mà ăn. Người ta thì cặm đất ăn, mình thì cặm đá ăn nhá. Mời các bạn xem tình hình Covid của mình nhá. Cuộc sống thật là khốn khổ của mùa Covid này. Nó hành 3 lần, 3-4 lần rồi. Nói chung là nó kéo cuộc sống xuống vừa xuống dưới này. Ê, anh nào cũng vậy ạ. Làm tôm tép mới sướng. Gặp em Covid này thì thôi chứ. Muốn ăn con vịt cũng khổ. Bye bye các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Nhớ dành cho mình một lượt subscribe nhá. Rồi, thank you.